Kính thưa quý vị, là trước thềm năm mới Quý Mão 2023, Trung tâm Phong thủy Đại Nam đã nhận được rất nhiều câu hỏi rằng là thưa thầy, là tuổi tôi sinh năm 1975, sinh năm 1985, thì sang năm 2023 Quý Mão này tuổi tôi sẽ làm ăn như thế nào, hoặc là có vấn đề xảy ra. Kính thưa anh chị, rằng nếu mà chúng ta cứ duy trì một cái suy nghĩ rằng là tuổi của tôi sang năm sẽ như thế nào, thì thưa các anh chị rằng tuổi của các anh chị có rất nhiều người tuổi các anh chị. Và nếu tính trong độ tuổi lao động là từ 18 cho đến 60 thì chúng ta có 42 người sẽ cùng một cái dạng phát triển. Nếu như cứ tính theo tuổi như vậy. Thì bước sang năm 2023 này, năm Quý Mão này, tôi chỉ có một đôi điều về cái câu hỏi này và mong muốn mọi người hiểu thấu đáo. Không phải trong năm Quý Mão 2023 mà trong cả cuộc đời một con người, khi phát triển cần phải hội tụ và đảm bảo đủ ba yếu tố, đó là thiên, nhân, địa phải hợp nhất. Thiên ở đây là chính là gì? Thiên ở đây chính là yếu tố thiên thời, thời vận và yếu tố bát tự, cái ngày sinh của quý anh chị. Và trong năm 2023 Quý Mão này thì yếu tố thiên, tôi chỉ lưu ý mọi người, một số người thường có câu là 5 tuổi đó, thì chính là cái năm Thái Tuế. Thì những cái tuổi sau là tuổi như là Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì là Phạm Thái Tuế, và tuổi Thìn là Phạm Thái Tuế. Thì quý anh chị lưu ý lấy bùa hóa sát Thái Tuế từ Trung tâm Phong thủy Đại Nam để mang trong mình và có thể dùng để treo trong nhà. Thì đó là yếu tố thiên. Còn yếu tố nhân chính là con người của các anh chị. Con người của các anh chị phải có những cái điều kiện cần và đủ để phát triển tốt. Đó chính là các yếu tố như là thân, tâm, tuệ. Các anh chị phải có một sức khỏe thật tốt. Các anh chị phải trau dồi để có một cái trí tuệ thật tốt. Làm gì cũng phải cẩn trọng, cũng phải tính toán. Và điều quan trọng, tâm tốt, tầm tốt thì các anh chị sẽ có hướng phát triển tốt. Và yếu tố địa chính là các anh chị phải cải tạo cái môi trường xung quanh của mình. Đừng để cho nó bị ô nhiễm, đừng để cho nó bị bế khí. Tạo làm sao nó thông thoáng, hợp phong thủy. Lúc đó nó sẽ tạo ra những cái tiền đề để các anh chị mang lại những cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng, những người thân xung quanh mình, cho bản thân mình. Từ đó mình có đủ minh mẫn và mang lại những tài lộc đến cho bản thân. Đó là đôi điều của chúng tôi với những anh chị trong năm 2023 này. Mong các anh chị cố gắng đừng để cái suy nghĩ rằng là tuổi mình sang năm sẽ làm gì, sang năm sẽ phát triển như thế nào, mà nó ảnh hưởng đến cái việc mình đang làm, đến cái công việc mình đang làm. Nghĩ sao thì sẽ làm được như vậy. Chúc các anh chị một năm mới thành công.